Hỏi bà con, đúng ra bánh hỏi cái gì không ăn, bởi vì nó tinh bột mà cái gì không ăn nhưng mà có đó bà con. À, bánh hỏi nó ít thôi không có nhiều. Những người đang thừa cân nè, không ăn được bánh hỏi nè. Những người cao huyết áp không ăn được bánh hỏi nè. À, bệnh mỡ máu nè, không ăn được bánh hỏi nè. Mà ăn thì chỉ nên ăn 2 lần trên một tháng. Tháng ăn 2 lần, còn như nửa tháng ăn lần. À, ăn cùng với rau sống. À, thường là bánh hỏi ăn cùng heo quay đúng không? Nhưng mà lòng heo cũng được, heo quay cũng được. Nhưng mà ăn cùng với chả nem cũng vẫn được. Bởi vì bánh hỏi thịt nướng á, thì bà con đừng có ăn. Bởi vì nó nướng cái gì nướng á, là kể cả lò vi sóng nó cũng gây đột tử cho mình. Cho nên bánh hỏi không ăn như thịt nướng, mà ăn như cá thứ hai. Nói chung là nướng là không ăn rồi phải không bà con ơi? Đúng không? Đó, nói vậy. Cho nên nó là tuyệt đối không ăn đồ nướng nha bà con. Không ăn đồ nướng nó gây tử vong đó. À, còn để trong bọc thì chúng ta để ngăn mát tủ lạnh được 2 ngày. À, nhớ nha bà con, người thừa cân nè, cao huyết áp nè, mỡ máu nè, các bệnh này bà con nên nhớ không ăn bà con ơi, không ăn được bánh hỏi nha. Cho nên mong rằng bà con chúng ta hãy vì sức khỏe của mình, sức khỏe của gia đình, làm cho nó được tốt, ăn nó gì tốt, những cái thứ đó chúng ta ngăn ngừa được mà. Ôi, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp, nào, xin chào.